Các bài đọc ngày 7 tháng Giêng, mùa Giáng sinh, dành cho những nơi cử hành lễ hiển linh vào Chúa Nhật, ngày 7 hoặc ngày 8 tháng Giêng, trước lễ hiển linh. Bài thích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. 1 Gioan chương 5. Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa, là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta, và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, vì chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. Ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa tới sự chết, thì hãy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết. Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì không phạm tội. Chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa gìn giữ họ, và ma quỷ không làm gì được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục lụy ma quỷ. Và chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến, và đã ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật và được ở trong con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hãy giữ mình xa các tà thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh 149 Đáp Ca. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Hãy ca ngợi Chúa bằng một khúc ca mới. Hãy vang lời ca tụng Người giữa đoàn các thánh. Hỡi Israel hãy vui mừng vì Đấng tạo thành mình. Con cái Sion hãy nhảy mừng vì nhà vua của mình. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Hãy ca tụng Người trong vũ điệu. Hát ca vĩnh mừng Người theo nhịp trống cung đàn. Vì Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Ban chiến thắng huy hoàng cho kẻ khiêm tôn. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Thần dân Người sung sướng hân hoan, đồng ca hát ca trên giường nghỉ. Miệng họ cao rao sự cao trọng của Thiên Chúa. Vinh dự thay cho các thánh của Người. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người. Alleluia, 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 Alleluia. Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà nói với cha ông. Nhưng đến thời sau hết, Người đã nói nơi Chúa con. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bài tin mừng. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, Gioan chương 2. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilê, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.
và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ liền đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilê và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.